Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên, ái nữ đẹp nhất nhà trùm sòng bạc phát cẩu lương siêu ngọt. Sau hơn 2 năm yêu nhau, Hà Siêu Liên, ái nữ đẹp nhất của trùm sòng bạc Macau, Hà Hồng Sân và tài tử Trung Quốc Đậu Kiêu luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Cả hai tuy có ngoại hình xứng đôi nhưng xuất thân lại quá khác biệt, khiến khán giả không khỏi nghi ngờ về tình cảm của họ. Mới đây, Hà Siêu Liên đã chia sẻ về bạn trai trong chương trình Chasing the Star, khiến netizen không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Trong tập mới nhất của chương trình Nhóm Người Chơi Cùng Ngắm Bầu Trời Về Đêm, Hà Siêu Liên, người chơi với tư cách bạn gái diễn viên Đậu Kiêu, reo lên: "Tôi thấy sao băng, mọi người có thấy không?" Đậu Kiêu thấy bạn gái nói như vậy đã trìu mến quay sang cô và thì thầm: "Ngôi sao đó là cha của em đó, thế nên chỉ em nhìn thấy vì sao ấy." Rồi anh hôn lên má cô, nụ hôn đầy yêu thương. Suốt những ngày tham gia show, cặp đôi thường xuyên phát cẩu lương siêu ngọt khiến dân tình vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Trước sự chăm sóc tận tình của bạn trai, Hà Siêu Liên phải thốt lên: "Chưa ai tận tâm yêu em như anh ấy chung thủy, đàng hoàng, rất tuyệt vời." Hà Siêu Liên gặp Đậu Kiêu khi cùng tham gia một show thời trang. Đến muộn hoặc cũng có thể do duyên số, cô ngồi cạnh Đậu Kiêu. Anh chàng mắt một mí nhìn thấy cô liền vui vẻ: "Chúng ta từng gặp nhau rồi." Cô hỏi vặn lại: "Khi nào, ở đâu vậy?" Đậu Kiêu đáp lại: "Anh từng gặp em tại một sự kiện." Hà Siêu Liên sau đó vào nhà vệ sinh và nói với cô bạn đi cùng: "Con trai bây giờ kém thật, thời nào rồi mà còn dùng cách đó mà bắt chuyện." Có tin đồn cô bạn khi đó là Hề Mộng Giao, người bây giờ là em dâu của Hà Siêu Liên, đã hết lời nói đỡ cho Đậu Kiêu. Kết quả là vài ngày sau đó, Hà Siêu Liên nhớ ra đúng là cô đã dự sự kiện ấy mà quên mất. Hà Siêu Liên cảm thấy xấu hổ vì đã hiểu lầm Đậu Kiêu, cho rằng anh bịa chuyện để làm quen tán tỉnh mình. Sau này khi đã trở thành một đôi, Hà Siêu Liên nói cô ấn tượng vì sự chân thành đơn thuần của anh. Thế nên chỉ sau 2 tuần tìm hiểu, cô đã nhận ra nam tài tử chính là người trong mộng của mình. Chính là anh ấy, không thể là ai khác. Cô nói về mối quan hệ giữa hai người: "Anh ấy ngày càng trở nên tốt hơn, yêu nhau, anh ấy vì tôi mà thay đổi, tôi cũng thay đổi mình vì anh ấy, tôi nghĩ điều đó thật tốt." Những người chơi trong show tiết lộ, dù làm gì đi nữa, dường như ánh mắt của Đậu Kiêu luôn hướng về Hà Siêu Liên và đáp ứng hỗ trợ cô kịp thời. Một nhân viên trong ekip tiết lộ, đó hoàn toàn không phải cố tình làm màu hay thể hiện trước đám đông, chắc chắn là như vậy. Hà Siêu Liên từng đề cập trong một cuộc phỏng vấn rằng tiêu chí chọn đối tác của cô là hiếu thảo, lịch sự, cao ráo. Dường như các tiêu chí này đều phù hợp với Đậu Kiêu, dù hoàn cảnh gia đình của hai người khá khác nhau, không vì thế mà tình yêu không nảy nở. Hà Siêu Liên là con của một gia tộc giàu có nhất nhì Hồng Kông. Từ khi sinh ra đã thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo. Cô tốt nghiệp trường Royal Holloway, Đại học London, từng làm việc tại Ernst & Young năm 25 tuổi, sau đó trở về đảm nhận công việc kinh doanh khách sạn cho gia đình, khách sạn Intercontinental Bern, Australia, rồi đầu tư vào nhà hàng mì bò của riêng mình. Tính cách Hà Siêu Liên được đánh giá là vui vẻ, dễ thương, được nhiều người yêu mến. Trong khi đó, Đậu Kiêu sinh ở Tây An, cùng cha mẹ nhập cư vào Canada khi còn là một thiếu niên. Cho đến khi trưởng thành, Đậu Kiêu trở về Trung Quốc nhập học Học viện Điện ảnh Bắc Kinh để củng cố năng lực diễn xuất. Sau đó được đạo diễn Trương Nghệ Mưa phát hiện và mời đóng Chuyện Tình Cây Táo Gai. Kể từ đó, anh gia nhập showbiz. Đến với Đậu Kiêu, Hà Siêu Liên tìm thấy nhiều sở thích chung giữa hai người. Đậu Kiêu vốn yêu thể thao, tập thể dục và chạy là những thói quen cơ bản hàng ngày. Ngoài ra, anh thử thách bản thân với nhiều môn thể thao khác như lặn nhảy dù, lướt ván, leo núi, trượt tuyết. Từ khi thành đôi, cặp sao thường xuyên cùng tập luyện, đi du lịch mạo hiểm để trải nghiệm cuộc sống. Trên mỗi cung đường, họ đều đăng ảnh lên mạng xã hội để chia sẻ về hạnh phúc của mình với bạn bè, khán giả.